Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 36 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Các bạn thân mến, hai ngày vừa qua, kênh đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của các bạn. Với mỗi người chỉ là một cái click, nhưng với kênh là một sự ủng hộ rất là to lớn, một động lực rất to lớn. Kênh hy vọng sẽ luôn luôn nhận được những sự yêu mến từ các quý khán giả. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng vào câu chuyện của ngày hôm nay. Thuộc hạ toàn lực lục soát cũng không có phát hiện tung tích của người đó. Trên đại điện, một tên thần vương trên đầu toát mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo sợ nói. Nơi tận cùng trong đại điện, Lưu Quang ngồi trên chiếc ghế lớn rộng nhìn xuống tên thần vương dưới kia. Phế vật! Lưu Quang nhàn nhạt nói. Vốn nên giết ngươi, nhưng nghĩ ngươi tận tụy trung thành, đã theo ta mấy ngàn vạn ức năm, nên trước bỏ qua cho ngươi một lần, tạm gác lại chờ cơ hội đem công chuộc tội đi. Tạ ơn chủ thượng. Thần vương ấy vội vàng lau đi mồ hôi trên mặt, chỉ nói một câu liền vội vã lùi ra, sợ Lưu Quang đổi ý. Lưu Quang vốn ở đệ nhất thần giới, tự xưng Lưu Quang đại đế, nhân vì lĩnh ngộ được bộ phận thời gian đảo thối pháp tắc mà thành thần vương cực mạnh của đệ nhất thần giới. Nhưng bởi vì hành hạ tàn nhẫn, độc đoán chuyên quyền, dưới tay của hắn chỉ có hai thần vương, cuối cùng một thần vương chịu không được dưới sự ngang ngược của hắn mà phản bội, dẫn đến bị thần vương của các thế lực khác lên thổ giết chết. Lưu Quang này nó đến cũng là tài giỏi ngút trời, khi tới cái vô danh không gian này mới gần mấy ngàn năm, lại một lần nữa lĩnh ngộ được không gian pháp tắc cùng bao gồm bộ phận thời gian đảo thối trong đại bộ phận thời gian pháp tắc, khoảng cách đạt tới thiên tôn cũng chỉ còn một bước. Trong vô danh không gian này không có ước thúc, Lưu Quang cũng không có kiêng kỵ, càng tạo thêm giết chóc khôn cùng. Thần vương không suy nghĩ một chút là chết, dưới hoàn cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn quy thuận. Bởi vậy thế lực của Lưu Quang ở vô danh không gian này so ra càng lớn mạnh lên. Kể cả Chu Viêm cũng từng tỏ ý muốn giao hảo cùng với Lưu Quang. Cái hành động này đã từng bị Chu Bình cầm đầu các thần vương phản đối, nhưng Chu Viêm lại chỉ cười cười, biểu hiện có sự cân nhắc của mình, cũng không có nói thêm điều gì với bọn họ. Kỳ thực Chu Viêm suy nghĩ cũng rất đơn giản, ở trong cái không gian này thiên tôn chỉ có một mình hắn, những năm gần đây cũng quá tịch mịch. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao lúc đó Lâm Mông gặp được sư tôn, cũng mới hiểu được cho dù lúc đó không có sự phản bội của Chu An, chính mình cũng không có khả năng giết chết Lâm Mông. Đương nhiên dù có biết cũng đã muộn, bây giờ hắn chỉ mong muốn có được một bằng hữu có cùng cấp bậc, cùng ngang tài ngang sức. Cũng không tệ lắm, ẩn núp quá kỹ, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có hứng thú. Khóe miệng Lưu Quang lộ ra một vẻ tươi cười, sau đó thân thể nhoáng lên một cái biến mất. Đây là một địa phương cùng loại với địa lao, âm u ẩm thấp, một số phòng giam cũng dàn hàng hai bên, chẳng qua giam giữ bên trong những lao phòng này đều là những thần vương phân biệt được cho là cao cao tại thượng. Trong phòng giam mang số thứ 17, giam giữ đúng một người, đúng là Vu Thuận đã cùng Tần Tư đánh nhau một trận, sau đó chạy trốn. Mới tung ra tin tức không lâu, Vu Thuận liền bị bắt tới đây, toàn thân tu vi đã bị phong ấn. Hắn bây giờ ngay cả lực lượng thân thể chẳng qua cũng chỉ giống như một người bình thường. Nếu không phải tại vô danh không gian này áp lực mỗi một tầng đều giống nhau, Vu Thuận sớm đã bị áp lực ép đến chết rồi. Vu Thuận! Thân ảnh Lưu Quang đột ngột xuất hiện trước người Vu Thuận. Vu Thuận một trận hoảng sợ. Với Lưu Quang đại đế này, hắn còn là đã nghe tiếng từ lâu, cũng biết rõ thủ đoạn độc ác của Lưu Quang. Chết không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là sự hành hạ đọa đày của Lưu Quang. Bởi vậy cho dù bị Lưu Quang bắt lại phong ấn tu vi toàn thân, trong lòng Vu Thuận cho tới nay cũng không có sinh ra quá nhiều hận ý, có chăng chỉ là hoảng sợ. Lưu Quang đại đế! Vu Thuận hoảng sợ nhìn người trước mắt, không che giấu cơn sợ hãi trong lòng chút nào. Vu Thuận, lần trước ngươi tiết lộ tin tức này, đến bây giờ chúng ta cũng chưa có tìm được tên kia đâu. Ta nghĩ có lẽ là do ngươi chưa hiểu rõ được rõ ràng đầy đủ chăng? Lưu Quang thản nhiên nói, trong giọng nói nghe ra không có vẻ gì khác thường. Đại đế, tiểu nhân biết, đã nói toàn bộ cho đại đế rồi, không có giấu giếm chút nào. Vu Thuận run rẩy nói, không, ta không phải ý này. Lưu Quang nói, ý của ta là có lẽ có điều gì đó trong đầu óc của ngươi nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Thân thể Vu Thuận rõ ràng run lên một cái, sợ hãi nói, đại đế, ta thật sự đã khai báo tất cả mọi chuyện, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt đại đế đây. Thế này à, ta cho rằng
hãy cứ siêu hồn, dường như là tốt hơn đấy. Như vậy ta mới có thể nhận được tất cả những gì ngươi biết. Lưu Quang bình thản nói, tự hồ sự việc này căn bản không phải là cái gì ghê gớm lắm. À không, đại đế, ngươi để cho ta suy nghĩ lần nữa. Chỉ cần ta có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nhất định bẩm báo tỉ mỉ cho đại đế. Van xin đại đế tha cho tiểu nhân một mạng. Vu Thuật lúc này hạ mình quá mức, đúng là bị dọa cho phát khiếp. Siêu hồn thuật nhất định phải cảnh giới cao hơn rất nhiều so với đối phương mới làm được. Nếu là kém hơn, gượng ép lục soát bừa bãi, vậy lực lượng lục soát linh hồn đó sẽ trực tiếp làm cho linh hồn bị cắn nát. Còn Lưu Quang và Vu Thuận đều là thần vương, Lưu Quang lợi hại hơn, đó chỉ là so trên phương diện sử dụng thời gian pháp tắc lợi hại, nhưng so với Vu Thuận lại không tới đâu. Không được, bây giờ mọi người e rằng cũng đang truy tìm tiểu tử đó. Thời gian của ta đúng là rất cấp bách, bất quá ngươi yên tâm, bổn đại đế rất thông thạo siêu hồn thuật, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến tính mạng của ngươi. Lưu Quang trong mắt lộ ra một đạo thần quang, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vu Thuận. Không! Vu Thuận chỉ kịp sợ hãi hô lên một tiếng, sau đó liền giống như người thực vật bình thường lặng lặng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt trống rỗng vẫn còn nhìn ra được vẻ sợ hãi trước đó. Chỉ trong chốc lát, Lưu Quang nhắm mắt lại, tinh tế tỉ mỉ thể ngộ tất cả những nhận thức từ trong đầu óc của Vu Thuận, một chốc liền lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm một mình. Ta đã nói mà, có một số điều ngươi không thể nói ra được. Theo sau tên ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại ánh mắt đờ đẫn, mất đi tư duy của Vu Thuận. Vu Thuận đích xác không có chết, nhưng linh hồn đã bị tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn biến thành một thần vương ngu ngốc, hoặc là nói ngay cả ngu ngốc cũng không bằng. Lưu Quang từ khả năng ghi nhớ của Vu Thuận nhìn thấy được toàn quá trình bọn họ đuổi giết Tần Tư, cũng thấy được tràng diện cùng Tần Tư đối chiến. Trở lại đại điện, Lưu Quang trong nháy mắt đem ý nghĩa của chính mình truyền tới cho tất cả thần vương đang lùng bắt Tần Tư, hết thảy việc này cũng trong nháy mắt hoàn thành. Kỹ xảo ẩn lấp cũng không tệ lắm, đáng tiếc có nhiều việc không phải chỉ dựa vào ẩn giấu hơi thở là có thể ngăn chặn được. Phụ thân, không xong rồi. Đệ nhị thần giới Chu gia, Chu Hoắc hoảng hốt lao thẳng vào phòng Chu An. Chu An đang lúc hưng phấn đang được trở lại đệ nhất thần giới, đối với cách thể hiện của Chu Hoắc hơi bất mãn, không nhịn được hỏi: chuyện gì mà kinh hãi như vậy? Ngươi nhìn xem cái bộ dáng của ngươi kìa, thật không biết lúc trước ngươi đảm đương cái chức Tây Bắc Thánh Hoàng kia như thế nào nữa. Phụ thân, tam đệ đi rồi, còn dẫn theo Chu Nhiên. Chu Hoắc lắp bắp nói: cái gì? Chu An nhảy dựng lên một cái, đứng lên: ngươi nói Yểm Nhi đi rồi. Chu An đối với Chu Nhiên đúng là không quan tâm lắm, trong số bọn con cháu này hắn thương yêu nhất chính là Chu Yểm. Đúng vậy phụ thân, đây là phong thư trước khi đi tam đệ lưu lại. Chu Hoắc vừa nói, trong tay xuất hiện một cái phong thư, trên bì thư viết yêu cầu phụ thân đại nhân tự mở ra, cho nên Chu An chỉ cảm thấy tim mình như bị kéo trùng xuống. Chính mình bây giờ chẳng qua là con người, căn bản không cách nào dùng thần thức đọc lấy cuốn trục, chi tiết nhỏ như vậy Chu Yểm lại cùng hoàn toàn chú ý tới. Run run tay mở phong thư ra, chữ viết của Chu Yểm nhất thời hiện ra trước mắt mình. Phụ thân, đầu tiên xin tha thứ cho Hải Nhi bất hiếu, con không muốn bị cuốn vào tranh đấu nữa. Con mang Chu Nhiên đi là hy vọng hắn cũng không phải bị cuốn vào vòng tranh đấu. Ngài đã từng cho con một cây nến vĩnh viễn cháy vô tận, hơn nữa đã nói với con khi cây nến cháy hết, Thư Nhi sẽ tỉnh lại. Con biết ngài đúng là lừa gạt con, nhưng lúc ấy con vẫn lựa chọn vào niềm tin. Con biết bổn ý của ngài không phải cần Thư Nhi tỉnh lại, mà là cho con một cái hy vọng. Con tin bởi vì con đúng là cần một cái hy vọng. Bây giờ những điều này đều đã là quá khứ rồi, hy vọng của con cũng sớm đã tan thành mây khói. Con chỉ muốn dẫn theo Nhiên Nhi yên ổn bình thản mà sống nốt quãng đời còn lại, có lẽ còn có khả năng gặp lại Thư Nhi. Phụ thân, Hà Nhi không thể không khuyên ngài một câu, chúng ta đều đã chết, còn muốn tranh giành cái gì đây? Nếu như nói chúng ta đều là thần vương, luyến tiếc không nỡ bỏ đi một thân tu vi này, vậy phụ thân ngài đang tranh giành vì cái gì đây? Có lẽ vào luân hồi mới tốt nhất chăng? Hà Nhi ngừng bút tại đây, mong phụ thân minh giám. Bất hiếu tử Chu Yểm. Yểm Nhi! Đọc hết bức thư từng câu từng chữ một, tim Chu An co thắt một hồi. Đứa con thứ ba này chính mình thích nhất cứ như vậy rời khỏi mình. Nếu như nói lúc đó khi Chu Yểm bị Tần Vũ giết chết, Chu An rất đau lòng, bây giờ Chu Yểm rời đi như vậy khiến cho tim của Chu An như bị cắn xé ra từng mảnh vậy. Phụ thân! Nhìn Chu An chỉ trong nháy mắt dường như lại lộ ra vẻ già cỗi hơn một chút,
Chu Hoắc phân vân lưỡng lự kêu lên. Chu An có vẻ như mệt mỏi, hướng về phía Chu Hoắc phất phất tay nói: Ta mệt rồi, người trước đi xuống đi. Sau khi Chu Hoắc rời khỏi, Chu An như không còn chút sức lực nào, ngã mình lên ghế, hai mắt có chút thất thần, tự nhủ: có lẽ ta thật sự già rồi sao? Chu Yểm rời đi làm cho Chu An đứt từng núm ruột. Chủ nhân, ta đã tìm ra tung tích của tên tử kia. Lưu Quang nhận được truyền âm của thuộc hạ, rốt cục hài lòng cười: ám yêu cốc ư? Tiểu tử này thật ra thì mấy người giúp đỡ cũng không tệ. Ám yêu cốc cũng chính là sân cốc nơi Tần Tư đang ở. Nói đến cũng được coi như là một cái thế lực cực mạnh của đệ nhị thần giới. Tần Tư cũng không biết ám yêu cốc Ngao Phương, Lam Diệp cùng nhị gia gia Băng Phong của Băng Nghiên đều là siêu cấp thần vương, đã lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Hơn nữa, thân thể ba người đều cực kỳ cường hãn. Người tu luyện cùng cấp bậc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Về phần Phương Sùng, mặc dù chỉ lĩnh ngộ một phần thời gian gia tốc pháp tắc, nhưng bởi vì bản thể là ám điện bằng vương, đối với lôi điện có năng lực khống chế vượt quá sức tưởng tượng. Bất luận là công kích hay là phòng ngự, nếu so với thần vương cùng cấp cũng đều mạnh hơn không ít. Có những người này chấn giữ, ngay cả đệ nhất thần giới cũng không có mấy cái thế lực có thể dễ dàng tiêu diệt ám yêu cốc. Ám yêu cốc từ trước đến nay không tham gia cuộc tranh đấu giữa hai thần giới, mặc dù thủ hạ dưới tay bọn họ cũng tới hơn 10 thần vương như vậy, nhưng cũng có chỗ yếu kém nhất định nào đó, ngay cả Chu Viêm cũng không có để ý đến ám yêu cốc. Thậm chí hắn coi như không phải là thiên tôn đi chăng nữa, ở trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ám yêu cốc trong phòng của Lam Diệp, Băng Phong đang than thở bực bội hướng về Lam Diệp nói: Lam Diệp, có thời gian ngươi cũng nên trợ giúp ta một chút, ta cũng không biết nên làm thế nào để có thể tiêu trừ mối hận của Nguyên Nhi đối với ta. Lam Diệp cười một tiếng nói: ta có thể giúp ngươi khuyên giải, còn như có thể khuyên giải được hay không, ta đây cũng không bảo đảm. Băng Phong đột nhiên nhìn trời mà nhíu mày: nguy rồi, Lam Diệp, ngươi mau truyền tin cho Băng Nghiên tiểu nha đầu kia, bảo bọn chúng mau mau quay về, có người của đệ nhất thần giới đến rồi. Chỉ e rằng mục tiêu là vì Hồng Mông Linh Bảo trong tay Tần Tư, tên tiểu tử kia. Thần thức của Băng Phong trong nháy mắt phát hiện có vài khí tức thần vương ở ngoài mấy vạn dặm, cũng không ẩn trốn kỹ lắm. Lam Diệp nói: được, thế nhưng Băng Phong, mấy người này không tính là lợi hại, không cần lo lắng như vậy chứ. Hiển nhiên Lam Diệp cũng đã sớm phát hiện. Đang nói, thân ảnh của Ngao Phương xuất hiện ở trong phòng, vừa cười vừa nói: Lam Diệp, để mấy người đã không bằng Băng Phong rồi, mấy tên thần vương kia đúng là không lợi hại lắm, chúng ta có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng người chưa nghĩ tới, bọn họ tại sao chỉ ở bên ngoài, không dám tiến vào ám yêu cốc sao? Lam Diệp lập tức hiểu ra. Xem ra, vật trong tay Tần Tư tiểu huynh đệ thật đúng là lời mời gọi mọi người đến đây vậy. Cuộc sống yên tĩnh của chúng ta coi như là chấm dứt rồi. Lam Diệp vừa nói, đồng thời cũng truyền tin cho Băng Nghiên và Tần Tư, gọi bọn họ mau mau trở về. Mấy ngày nay, Tần Tư cùng Băng Nghiên tình cảm phát triển rõ ràng trong mắt mọi người. Những người khác không có gì, Băng Phong lại là cao hứng dị thường, cho rằng chiến tranh lạnh giữa Băng Nghiên và hắn đã sắp kết thúc, lúc này mới chạy đến gặp Lam Diệp nhờ nàng trợ giúp. Tần Tư và Băng Nghiên đã nhận truyền âm của Lam Diệp, nhưng mà đã chậm rồi, hai tên thần vương liều mạng trước đã tìm được hai người. Nhìn Tần Tư và Băng Nghiên từ trên xuống dưới, Hoắc Đông và Bàng Hùng nhìn nhau cười một tiếng. Hoắc Đông trêu ghẹo nói: thì ra chính là vợ chồng só na. Ta nói huynh đệ, người đúng là phải có Hồng Mông Linh Bảo đây. Từng là không có người nào chứ. Đi uy hiếp bọn con gái có ích lợi gì chứ? Lão tử chính là nhắm vào Hồng Mông Linh Bảo mà tới đây, cũng là nhắm vào nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo mà tới. Tiểu tử, nếu biết điều thì mau chóng giao ra Linh Bảo, có lẽ lão tử tâm tình sẽ tốt, tha cho các ngươi một con đường sống cũng không chừng. Bàng Hùng cao lớn thô kịch, thanh âm phát ra cũng ồm ồm, xem ra giọng nói ấy cùng bản thân hắn thật rất tương xứng. Băng Nghiên khí tức bùng lên đã muốn động thủ, nhưng bị Tần Tư nắm giữ lại, đi tới trước hai người cười hì hì nói: nhị vị, không biết các ngươi nói có ý tứ gì, cái tên tiểu tử có Hồng Mông Linh Bảo kia cùng ta không quá giống nhau đấy chứ. Tần Tư rõ ràng đã ẩn giấu khí tức, nhưng hai người này vừa đến liền nhận định trên người Tần Tư có Hồng Mông Linh Bảo, hiển nhiên đúng là có chỗ sơ hở nào đó. Lão tử biết ngươi ẩn giấu khí tức, nhưng có một thứ ngươi ẩn giấu không được. Lưu Quang sớm đã đem tất cả đặc điểm cùng sơ hở của ngươi nói cho mọi người biết rồi,
Người... Bàng Hùng vừa định nói ra, chỗ sơ hở của Tần Tư lập tức bị Hoắc Đông ở cạnh bên chặn lại. Huynh đệ, hắn cố ý muốn hỏi như vậy, đó là hắn muốn biết sơ hở của mình ở chỗ nào. Hoắc Đông trong mắt tinh quang lóe lên, phá tan ý đồ muốn giải mối hoài nghi của Tần Tư. Bàng Hùng lập tức chợt hiểu ra, cả giận nói: Hảo tiểu tử, dám mưu đồ mọi chuyện từ miệng lão tử, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tần Tư hoàn toàn hết chỗ nói, thật không rõ người như vậy thì làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương được đây. Hai người nói chuyện với nhau, chọc giận Băng Nghiên lại muốn tiến lên động thủ, lần này bị Tần Tư kéo lại. Lần này vẻ mặt Tần Tư có phần nghiêm túc, hướng về phía Hoắc Đông và Bàng Hùng nói: Hai vị, ta không biết các ngươi làm sao tìm được ta, điểm ấy chúng ta có thể bỏ qua không nói. Bất quá... Tần Tư cũng đánh giá một chút hai người này. Bất quá hai vị có nắm chắc có thể đánh thắng được ta, có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo hay sao? Các ngươi đừng quên, nữ tử bên cạnh ta nói thế nào cũng là một thần vương, các ngươi không đánh sao biết, ít nói nhảm, xem chiêu. Bàng Hùng thần kinh có chút vấn đề, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cự phủ, nhắm vào đỉnh đầu của Tần Tư, không nói không rằng chém mạnh xuống. Vốn là cây cự phủ, nhìn thấy tưởng tượng không đặc sắc gì, đột nhiên trước ánh mắt của Tần Tư biến mất, lần nữa lại xuất hiện, lưỡi búa sắc bén đã tới đỉnh đầu Tần Tư rồi, rõ ràng là thời gian gia tốc. Tần Tư sợ đến sửng sốt, vội vàng thuấn di một cái, lách mình tránh né, đồng thời lên tiếng nói: Hai vị, ta chính là có lòng tốt, nói ra muốn khuyên giải. Theo ta nhận thấy, các ngươi đúng là bị người ta lợi dụng rồi. Ngẫm lại xem, cho dù các ngươi giết ta, lấy được Hồng Mông Linh Bảo, các ngươi giữ lại được sao? Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Tư lại xuất hiện ở chỗ cũ. Bàng Hùng đầu óc chợt chấn động, hốt nhiên hiểu được lời của Tần Tư nói cũng rất có đạo lý. Lúc này linh hoạt mở miệng cười lạnh nói: Tiểu tử, điều này không cần ngươi phải quan tâm, chỉ cần có Hồng Mông Linh Bảo, huynh đệ chúng ta tự nhiên có biện pháp giữ được nó. Tần Tư cười mạnh một tiếng hỏi Hắc Đông: Chỉ sợ là chỉ có ngươi mới có biện pháp giữ được Hồng Mông Linh Bảo, thậm chí giữ được tính mạng nữa thôi. Bàng Hùng tự hồ cũng tỉnh ngộ, lại chạy tới phẫn nộ nhìn chằm chằm Hắc Đông. Hắc Đông, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy mà ngươi lại có thể lấy ta làm pháo hôi. Bắt ngươi làm pháo hôi, đó là lề mặt ngươi. Bàng Hùng, nếu nói ra cái điều này, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta chính là người của Lưu Quang Đại Đế. Lời nói của Lưu Quang Đại Đế, ta cũng có thể cho ngươi biết được. Chỉ cần huynh đệ chúng ta có thể cướp được Hồng Mông Linh Bảo, chẳng những có thể có tác dụng tốt với Lưu Quang Đại Đế, hơn nữa có thể nhận được một kiện Hồng Mông Linh Bảo, xem như là phần thưởng. Hoắc Đông tiếp theo vỗ vỗ vai Bàng Hùng, nhẹ giọng khuyên nhủ: Chính bởi vì chúng ta là huynh đệ, ta mới để cho ngươi tìm kiếm công việc tồi tệ này. Đổi lại là người ngoài, còn lâu, ta cũng không để cho hắn làm phó hơi đâu. Hoắc Đông này cũng quả là có tài ăn nói, nói mấy câu đã làm cho Bàng Hùng ngẩn ngơ, đúng ở một chỗ có chút lúng ta lúng túng. Hoắc Đông, có phải như vậy không? Băng Nghiên một bên một mực muốn động thủ mở miệng nói: Ngươi thật đúng là biết ăn nói, có điều... Nếu là huynh đệ, các ngươi muốn giết người cướp của, vì sao một mực ở bên cạnh nhìn mà không ra tay đây? Lời của Băng Nghiên coi như là hoàn toàn chọc giận Hoắc Đông, trong mắt lóe tinh quang, tức giận nói: Tiểu nha đầu, vốn không muốn tính toán cùng ngươi, đây là ngươi tự mình tìm cái chết, đi chết đi. Hoắc Đông đột nhiên phát lực, một đạo lưu quang đen nhánh từ trong tay bắn ra, trong nháy mắt nhân ảnh biến mất, thoáng chốc đã tới sau lưng Băng Nghiên, vươn quyền đầu hướng vào đầu của Băng Nghiên đấm tới. Tốc độ Hoắc Đông quá nhanh, bất luận là Băng Nghiên hay Tần Tư cũng có chút ứng phó không kịp. Băng Nghiên vừa muốn thuấn di lại đột nhiên phát hiện không gian chung quanh mình có biến hóa, tựa hồ là không gian đông kết. Trên mặt Hoắc Đông lộ ra một tia cười âm hiểm, thần thức của Tần Tư hoàn toàn chú ý vào tình hình chiến trường, thầm nghĩ không xong, dựa vào khoảng cách ngắn, tốc độ phi hành cùng thuấn di cũng không sai biệt lắm. Trong nháy mắt liền chặn ngay giữa Hoắc Đông và Băng Nghiên. Bồng... Một tay Tần Tư chặn công kích của Hoắc Đông lại, đồng thời Băng Nghiên cũng tránh được đạo lưu quang kia. Lần đầu tiên giao thủ xem như là hữu kinh vô hiểm, nhưng rõ ràng hai người đã rơi vào thế hạ phong. Băng Phong, chúng ta có cần đi xuống giúp bọn hắn hay không? Xa xa, Lam Diệp, Băng Phong vẫn luôn dùng thần thức quan sát cuộc chiến. Ngao Phương cùng Phương Sùng cũng tụ họp cùng một chỗ, chỉ có điều tự hồ bọn họ đối với tình hình cuộc chiến không quá quan tâm. Trước chờ một chút đi, nhìn xem một chút tiểu tử đó có bao nhiêu thực lực, ta đây cháu gái giao cho hắn cũng không có yên tâm. Băng Phong nói.
Lại là như vậy, khó trách Nghiên Nhi nha đầu kia hận ngươi như vậy. Tâm lý của nữ nhi, ngươi thật không biết chút nào. Đáng kiếp, hai đời lưu manh cô đồ nhà ngươi. Nghe được lời của Băng Phong, Lam Diệp có hơi giận, trực tiếp lật tẩy nội tình của Băng Phong. Ngươi biết cái gì? Ta đây gọi là chân tâm tu luyện. Băng Phong đỏ mặt, gượng gạo, chống đỡ nói. Cũng trong lúc đó, cũng không tệ lắm nha, sao không lấy Hồng Mông Linh Bảo của ngươi ra? Lần đầu Hoắc Đông toàn lực công kích bị ngăn chặn được, mặc dù chiếm được thượng phong nhưng hơi có chút khó chịu. Chỉ dựa vào ngươi còn không xứng. Tần Tư khinh thường nói, ta xem ngươi ngoại trừ đánh lén ra cũng không có sở trường gì cả. Đây sẽ là để cho ngươi biết kết cục của ngươi ăn nói ngang ngạnh. Hoắc Đông vừa dứt lời, hai người đã dương xong không gian chung quanh giống như bị giam lại, không cách nào thuấn di, mà ngay cả tốc độ cũng giảm nhiều. Vù vù, thân ảnh Hoắc Đông giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh Tần Tư, một quyền oanh kích vào giữa đầu Tần Tư. Bang, lại là thanh âm của kim khí va chạm vào nhau. Đầu của Tần Tư không có việc gì, ngược lại Hoắc Đông bị chấn văng ra. Loại phòng ngự Hồng Mông Linh Bảo sao? Hoắc Đông coi như là kiến thức rộng rãi, có thể phòng ngự lực mạnh như vậy chỉ có Hồng Mông Linh Bảo, hơn nữa ít nhất là nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hoắc Đông không dám nhận là suy đoán giỏi, đúng bởi vì hắn căn bản là chưa từng thấy qua nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hoắc Đông đoán đúng phân nửa, chỉ có điều công dụng của bổn nguyên linh châu cũng không phải là phòng ngự đơn thuần, chẳng qua bởi vì lực công kích của nó không bằng kim thương, cho nên bình thường Tần Tư chỉ dùng một phần rất nhỏ mà thôi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có không gian đông kết. Tần Tư chặn được công kích của Hoắc Đông, cười lạnh nói một câu. Những lời này của Tần Tư vốn là hù dọa người ta, ấy mà quả thực đã dọa cho Hoắc Đông hoảng sợ. Không riêng Hoắc Đông mà ngay cả đám người Băng Phong ở xa xa đều là giật mình hoảng hốt không ít. Đông kết không gian, điều đó cần phải sử dụng bổn nguyên lực phối hợp với không gian pháp tắc mới có thể làm được. Mới vừa rồi Hoắc Đông hạn chế hai người bọn họ thuấn di cũng không phải là sử dụng không gian đông kết, mà ngược lại là không gian áp xúc bình thường. Nhưng cái trái ngược đơn giản này lại đòi hỏi thần vương đối với không gian pháp tắc phải thông hiểu hơn một bậc mới có thể làm được. Trong lúc Hoắc Đông đang hoảng sợ sừng sốt thất thần, trong tay Tần Tư đã hiện ra cây kim thương. Nói thì nói, làm cứ làm, Tần Tư cũng không cho rằng chính mình chỉ dựa vào hai tay mà có thể thu được thắng lợi. Còn như không gian đông kết, Tần Tư biết tự mình càng không có khả năng làm được. Mặc dù Hỏa Nguyên Linh Châu là một trong bát đại bổn nguyên linh châu, nhưng đó cũng là ở Lâm Mông vũ trụ, đến nơi này cũng chỉ là một kiện phòng ngự siêu cường, công kích giống như nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo mà thôi. Hoắc Đông, ngươi không phải muốn xem Hồng Mông Linh Bảo sao? Vậy thì đến đây, ta cho ngươi xem. Tần Tư nói xong, kim thương liền tung ra, hướng vào đầu Hoắc Đông đâm tới. Hoắc Đông sửng sốt, vội vàng vượt qua không gian chung quanh mình. Nhưng tuyệt chiêu không có bất cứ biến hóa nào, mới hiểu được lời nói của Tần Tư hoàn toàn là dọa dẫm người ta. Hoắc Đông trong lòng giận dữ, trợn mắt nhìn Tần Tư. Tiểu tử thối, ngươi dám? Hoắc Đông vừa muốn nói dám làm ta sợ, lại đột nhiên nói không nên lời, hai mắt đờ đẫn, thân thể cũng không nhúc nhích được. Hiệu quả đặc thù nhiếp hồn. Vù, cảm thấy một trận gió thổi qua, thân thể Hoắc Đông đã biến mất. Là ai? Tần Tư biết hiệu quả nhiếp hồn của kim thương sẽ không xảy ra sai sót, vậy nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi có người đã cứu Hoắc Đông đem đi. Trong lúc hắn mất đi tri thức, vừa nghĩ như vậy, Tần Tư cũng cảm giác được da đầu có chút tê dại, lại tiếp tục xoay người sang tìm Bàng Hùng, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đối với Bàng Hùng này, Tần Tư cũng không để ý lắm, bây giờ hắn hẳn là tự hiểu rõ tâm tư của Hoắc Đông, hơi có chút suy nghĩ cũng sẽ không làm cái việc điên rồ như thế nữa. Cứu thoát Hoắc Đông chính là Lưu Quang, Hoắc Đông là một nhân tài, Lưu Quang cũng chưa muốn hắn chết sớm như thế, mặc dù hắn chỉ là hiểu được một chút thời gian gia tốc pháp tắc, nhưng việc thông hiểu về không gian của nó lại muốn vượt cao hơn thần vương bình thường rất nhiều. Mặc dù nói hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới tính là thần vương, nhưng hiểu về không gian và trên vấn đề tài năng đích thực là có phân chia cao thấp. Hoắc Đông này nếu nói không khách khí, tại trên sự hiểu biết về không gian cùng phương diện sử dụng, thậm chí so với Lưu Quang còn mạnh hơn. Đa tạ chủ nhân cứu giúp. Hoắc Đông đến bây giờ vẫn còn vẻ mặt sợ hãi. Uy lực của kim thương kia đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nhất là chính mình trong nháy mắt lúc nhìn về phía kim thương đó, trong đầu hoàn toàn trở thành một vùng trống rỗng, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không còn,
dường như linh hồn cũng đều cảm giác không đến. Phế vật, không gian nơi này đúng là đông kết dễ dàng đến như vậy sao? Đừng nói hắn là một tên thần vương mới tấn cấp, chính là ta cũng không làm được. Dễ dàng bị lừa gạt như vậy, làm sao làm nên đại sự đây? Lưu Quang đại đế khiển trách. Hoắc Đông được Lưu Quang giải thích đúng là mồ hôi xuất đầy đầu. Đối với Lưu Quang đại đế, không ai là không sợ hãi. Đại đế, ngài vừa rồi sao không trực tiếp đem tiểu tử đó mà giết đi? Hoắc Đông thêm can đảm nói. Người biết cái gì? Trong ám yêu cốc chính là có ba tên thần vương thực lực siêu cường, mặc dù không được bằng ta, nhưng toàn thể thực lực cũng không sai biệt lắm. Cộng thêm nhất lưu hồng mông linh bảo của tên tiểu tử đó, không có chuẩn bị đầy đủ, hành động lỗ mãng như thế nhất định là phải bị tổn hại rồi. Lưu Quang lời này rõ ràng là giải thích cho Hoắc Đông. Vốn Lưu Quang cũng chỉ muốn Hoắc Đông thu thập tài liệu đầy đủ là được, nào nghĩ đến Hoắc Đông không giữ được bình tĩnh, trực tiếp ra tay động thủ. Hoắc Đông đương nhiên hiểu rõ điều Lưu Quang chỉ ra, cúi đầu nói: thuộc hạ biết tội, khẩn cầu đại đế tha cho thuộc hạ một mạng. Nếu không phải ta bây giờ đang cần nhân thủ, Hoắc Đông trên mặt lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Xong rồi, nếu như muốn lấy mạng của ngươi, ta đã không xuất thủ cứu ngươi. Tiểu tử đó trên người có hồng mông linh bảo phòng ngự, có chút không dễ làm. Lưu Quang nói, mặc dù hắn có thể lĩnh ngộ một chút thời gian đào thối pháp tắc, nhưng thật ra nếu chiến đấu, ngay cả lực phòng ngự của đối phương cũng rất khó phá đi. Điều đó cơ hồ phải lấy ra hết thần nguyên lực toàn thân mới có thể thực hiện được một chút thời gian thối lùi, căn bản không có tác dụng chút nào. Chủ nhân, thuộc hạ có một việc không biết nên nói hay không? Nói đi. Chủ nhân, không biết ngài còn nhớ hay không, Chu Viêm Thiên Tôn. Chu Viêm Thiên Tôn? Lưu Quang chau mày. Quả thật là một biện pháp không tồi, chẳng qua ta không nghĩ là Chu Viêm sẽ giúp ta không vụ lợi. Hoắc Đông trộm nhìn Lưu Quang một cái. Chủ nhân, ngài cũng chỉ cần một kiện hồng mông linh bảo, không phải sao? Đương nhiên không phải. Lưu Quang cả giận nói. Một kiện hồng mông linh bảo mặc dù quý hiếm, nhưng cũng không lọt vào mắt thần của Lưu Quang ta được. Nếu muốn, ta đã lấy toàn bộ lại đây. Giọng nói của Lưu Quang kiên quyết vô cùng. Chu Hoắc cùng nhị đệ Chu Thông, con trai Chu Hiển đều đã tới Thiên Tôn Thành, còn Chu An lại không cáo biệt mà rời đi, rời khỏi Chu gia, rời khỏi Thiên Tôn Thành. Đứa con thứ ba rời đi khiến cho Chu An suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay chính mình có lẽ thật sự cần phải luân hồi sống lại lần nữa mới xem như là kết cục tốt chăng. Lục đạo luân hồi cách xa Thiên Tôn Thành chừng ước vạn dặm. Chu An đã bị Lâm Mông phá bỏ toàn thân tu vi, với khoảng cách ước vạn dặm, nếu hoàn toàn dựa vào đi bộ đi tới lục đạo luân hồi, chỉ riêng cái thời gian này tính ra cũng là một con số lớn hàng trăm triệu năm trở lên. Chu An, muốn đi đâu nói với phụ thân một tiếng, ta phái người đưa đi là được rồi. Mới vừa rời khỏi Thiên Tôn Thành vài trăm dặm, thanh âm của Chu Viêm vang lên. Trong khoảnh khắc, Chu An đã trở lại Thiên Tôn Thành. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là trong phòng của Chu Viêm. Chu An không có lộ ra vẻ quá kinh ngạc, dù sao thần thông của Thiên Tôn hắn cũng đã từng trải qua. Phụ thân, bọn hài tử của ta đã giao cho người, ta đã yên tâm. Nói đến, ta bây giờ tu vi toàn thân không còn nữa, trên thực tế đúng là một phế nhân rồi. Thanh âm của Chu An rất bình thản, tiếp tục nói. Bọn thần vương không muốn đi sống lại luân hồi là bọn hắn không nỡ bỏ đi một thân tu vi ấy. Còn ta không giống như vậy, ta bây giờ không có cái gì cả, chẳng qua là một con người bình thường. Cũng là con người, rất nhiều người nếu muốn trải qua luân hồi cũng cần ước ngàn năm, thậm chí thời gian còn lâu hơn. Cái cơ hội quá tốt này hiện đã ở trước mặt ta, mà ta vốn cho tới bây giờ cũng không quá lo lắng nữa. Chu Viêm cười một tiếng nói. Chu An, xem ra ngươi thật là đã nghĩ thông suốt. Bất quá ta trước đến giờ không có cho rằng ngươi là phế nhân, ngươi vẫn còn rất có ích vậy. Chu An sững sờ, liền sau đó cười cười tự giễu. Phụ thân, ta biết tình huống của ta bây giờ, ngài cũng không cần phải thương hại ta. Trọng lịch luân hồi hẳn là lựa chọn tốt nhất của ta rồi. Không không không, Chu An, ta không phải thương hại ngươi. Chu Viêm đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Ta nói đúng là sự thật, tương đối mà nói, ta cho rằng ngươi so với bất luận kẻ nào cũng có ích hơn. Hơn nữa, đối với điểm này ta rất tự tin, không thể nghi ngờ. Chu An lại chau mày, nhìn bộ dáng Chu Viêm tịnh không giống như nói đùa, nhưng chính mình đích xác đã không còn giá trị chút nào. Chu Viêm rốt cuộc định mưu đồ cái gì đây? Chu An, ta biết ngươi bây giờ toàn thân tu vi đã bị phá bỏ,
Nhưng điều này không quan trọng. Đừng quên, linh hồn của ngươi vẫn còn tồn tại. Linh hồn của ngươi có vứt đi cũng là thiên tôn. Linh hồn thiên tôn có ích lợi gì? Không có thực lực, nó cái gì cũng vô ích thôi. Chu An tự giễu nói. Không, Chu An, ngươi lại sai lầm rồi. Linh hồn cấp bậc thiên tôn, đây chính là chỗ lợi ích rất lớn. Dù sao, ngươi hãy bỏ ý niệm luân hồi trong đầu đi. Ngươi muốn đi, không có sự đồng ý của ta cũng đi không được đâu. Cho dù ngươi tới lục đạo luân hồi, ta cũng có biện pháp có thể đem kéo ngươi trở về. Chu Viêm không có giải thích nhiều thêm nữa, trực tiếp đem Chu An chuyển trở về chỗ ở của hắn. Chu Hoắc cùng đám người Chu Thông hoàn toàn không nhìn ra chuyện gì. Linh hồn cấp bậc thiên tôn làm sao lại vô dụng được, thật không biết cái gì cả. Chu Viêm tự nhủ. Tiếp đó tâm niệm vừa động, không gian trước mắt đột nhiên vỡ ra một cái khe. Bên trong đang nằm ngay ngắn một kiện binh khí. Binh khí đó lẳng lặng nằm, cách từng hồi lại đập phát ra từng trận run rẩy. Và lúc này tiếp liền có một luồng khí tức màu xám tuôn nhập vào thân kiếm. Chu Viêm hài lòng cười nói, xem ra hết thảy cũng đều giống như trong dự tính, dung hợp cũng mau chóng hoàn thành. Chỉ không biết một kiện thần khí như vậy xuất thế đến tận cùng có thể đạt tới cấp bậc gì đây. Tại vô danh không gian tầng thứ 7, Hồng Quân dùng thời gian hơn 10 năm cuối cùng đem mọi việc ở tầng thứ 7 bố trí ổn thỏa, đồng thời lập ra hai tòa trận pháp thời gian so với tỷ lệ 1:500 để cho Ba La Băng bọn họ tu luyện. Băng Nhi, ta phải đi rồi. Dựa theo suy tính của chúng ta, đại ca ta bây giờ hẳn là đang ở tầng không gian thứ 9, mà hôm nay ta cũng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, có thể đi tìm đại ca ta rồi. Hồng Quân kéo tay La Băng ra ngoài, Hồng Quân thành tản bộ. Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh, các người không có đánh nhau khiến cho hai người dư giả thời gian và không gian. Trên mặt La Băng nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ là cúi đầu thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Đừng quên, nếu như có thể, rảnh rang tới hạ tầng thăm chúng ta. Ta sẽ... Hồng Quân định trả lời, sau đó đột nhiên lại không biết nên nói những gì. Hai người cứ như vậy đi tới, vẫn là La Băng mở miệng trước. Quân ca, ngươi nói ta còn có thể rời khỏi cái vô danh không gian này nữa hay không? Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ mong có thể, chứ cũng không biết cha và mẹ bây giờ như thế nào rồi. Nếu như nói hiện trong lòng Hồng Quân còn có chút vướng viết gì, đó chính là thân nhân của hắn, phụ thân Tần Vũ, mẫu thân Khương Lập, còn có đại ca Tần Tư ở cùng trong không gian này. Thật ra... Trên mặt La Băng hiện ra một tia đỏ ửng, cúi đầu thấp giọng nói, thật ra ta ngược lại không ngại ở nơi này. Cái không gian này cũng tốt, cái không gian kia cũng được, đối với ta mà nói đã không có cái gì khác nhau nữa rồi. Hồng Quân trong lòng vừa động, thuận thế ôm La Băng vào trong lòng mình. Quân ca! Thanh âm La Băng rất nhỏ kêu lên. Hồng Quân cúi đầu nhìn La Băng, lại thấy sắc mặt La Băng có chút phân phớt đỏ hồng. Chúng ta có nên hay không nên thiết lập chút gì đó? Lời của La Băng càng về cuối cùng càng nhỏ, không thể nghe thấy. Hồng Quân không nói gì, nhìn chăm chú gương mặt của La Băng, một tay nhẹ nhàng phất qua, một bức bình phong không gian trong chớp mắt hình thành. Tay kia khe khẽ chạm vào vai La Băng, y phục bên ngoài của La Băng liền từ từ rơi xuống. Vài ngày sau, Hồng Quân đến vô danh không gian tầng thứ 9. Hồng Quân rốt cục cũng đi tới không gian cuối cùng này. Vừa mới phi thăng lên tới tầng thứ 9, thần thức liền trong nháy mắt triển khai lục soát tìm kiếm tung tích đại ca Tần Tư. Không có ư? Hồng Quân nhướng mày, hắn tịnh không biết Tần Tư bởi vì tránh né truy sát mà thay đổi khí tức. Ồ, cỗ khí tức này... Đột nhiên thần thức của Hồng Quân phát hiện Tả Thu Mi. Trên thân thể người này làm sao lại có khí tức của mẹ? Hồng Quân vừa nghĩ tới, thân thể trong nháy mắt biến mất, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Tả Thu Mi. Nhận thấy trên người nữ tử này khí tức tản ra cùng mẫu thân Khương Lập giống nhau. Ngươi là ai? Tả Thu Mi trong nháy mắt phát hiện ra Hồng Quân. Tuyết Hành cũng lập tức đang thuấn di đi tới nơi này, ánh mắt nhìn Hồng Quân có vẻ như là kẻ địch. Ngài là sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi sao? Hồng Quân nhìn thoáng qua liền đoán được thân phận Tả Thu Mi. Hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn phân biệt chọn chúng Khương Lập và Tần Vũ, cuối cùng hai giọt sinh mệnh linh hồn hoàn toàn dung hợp mới giúp cho Khương Lập trở thành sinh mệnh thần vương. Bất luận là Khương Lập hay là Tả Thu Mi, trên người đều có một ít khí tức của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Quân nhìn thoáng qua đã nhận định được. Ngươi cũng là con của Khương Lập ư? Tả Thu Mi nghi hoặc hỏi. Trước mắt cái người trẻ tuổi này cùng Tần Tư tạo cảm giác cho hắn giống nhau như đúc. Đúng, ta gọi là Tần Sương.
Hồng Quân trực tiếp đem tên của mình báo ra. Tuyết Thành ở phía sau tức thì thở phào hỏi: Tần Sương Ngư, ngươi là đệ đệ của Tần Tư sao? Hồng Quân ngẩn người, ngay tức thì mừng rỡ: Đúng vậy, các ngươi gặp qua đại ca ta rồi sao? Huynh ấy bây giờ ở đâu? Huynh đệ các ngươi cảm tình thật đúng là rất tốt. Tuyết Thành hâm mộ nói: Ca ca ngươi mới vừa tới đây thì cũng vội vã tìm ngươi khắp nơi, chẳng qua ca ca ngươi gần đây tự hồ có chút phiền toái. Nghe lời nói của Tuyết Thành, Hồng Quân chỉ cảm thấy trong lòng run lên, liền vội vàng hỏi: Đại ca ta làm sao vậy? Nói đến Hồng Quân rời nhà ra đi, nguyên nhân lớn nhất là do đại ca Tần Tư. Đúng là vầng hào quang rực rỡ của Tần Tư mới dẫn đến ý tưởng chống đối trong lòng Hồng Quân, mới có ý nghĩ bỏ nhà ra đi. Nhưng tất cả những điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai huynh đệ. Tần Tư cho tới bây giờ chưa từng có dùng bỏ qua cái tên đệ đệ tư chất kém cỏi này, mà Hồng Quân cũng chưa bao giờ bởi vì hào quang của Tần Tư mà chán ghét đại ca thiên tài của mình. Tần Tư dường như cùng người nào đó đánh nhau thì bại lộ Hồng Mông Linh Bảo, kết quả bị người ta lan truyền rộng rãi, cho đến mấy ngày tất cả không gian này đều đã biết hết rồi. Lại là do Linh Bảo sao? Hồng Quân chau mày, một cỗ tâm lý chán ghét tự nhiên nảy sinh. Những người này chẳng lẽ cho là Linh Bảo có thể đại biểu cho tất cả sao? Đại ca ta bây giờ sao rồi? Hồng Quân hỏi. Dù sao bây giờ, trước hãy cứ tìm được Tần Tư, sau đó hai người tụ hợp lại mới trọng yếu hơn. Huynh đệ cùng nhau nổi lên, dù sao so với đơn độc tác chiến cũng mạnh hơn. Kỳ thật chúng ta cũng đang tìm hắn đây, Tuyết Thành nói. Trước mắt đại ca của ngươi hẳn là không có việc gì. Ta cùng Tả Thu Mi hai người liên lạc với vài thần vương khác, cũng muốn trợ giúp cho hắn. Mặc dù tăng thêm chúng ta cũng chỉ có 5-6 người, nhưng dù sao có còn hơn không. Từ khi hiện tượng Hồng Mông Linh Bảo tiết lộ ra, chúng ta cũng chưa có phát hiện qua hắn nữa. Chỉ sợ là dùng phương pháp nào đó ẩn giấu khí tức rồi. Nguyên lai là như vậy. Hồng Quân lúc này mới hiểu được vì sao thần thức của mình cơ hồ bao trùm hết cả không gian này, cũng không có phát hiện ra tung tích của Tần Tư. Tuyết Thành, ta nghĩ ta có thể tìm được Tần Tư, Tả Thu Mi chợt nói. Tuyết Thành không tỏ ý gì, Hồng Quân lại vô cùng mừng rỡ, vội vàng hỏi tới: Ngài nói ngài có thể tìm ra được đại ca của ta sao? Phải làm sao mới tìm được? Ngài mau nói cho ta biết đi. Tả Thu Mi cười một tiếng, nhìn Hồng Quân nói: Tiểu Sương, đừng nóng vội. Mặc dù ca ca ngươi ẩn giấu khí tức, nhưng bất luận ẩn giấu như thế nào, có nhiều đồ vật đúng là ẩn giấu không được. Ẩn giấu không được? Hồng Quân sững sờ, cũng chưa rõ Tả Thu Mi muốn ám chỉ điều gì. Công pháp ẩn giấu khí tức có rất nhiều, riêng ta được biết cũng không dưới mấy trăm chủng loại. Nhưng tất cả những công pháp này đều có một điểm giống nhau, đó chính là không cách nào ẩn giấu, cũng vô pháp thay đổi linh hồn khí tức của một người. Tả Thu Mi giải thích nói, là một sinh mệnh thần vương, đối với lĩnh vực nghiên cứu linh hồn rất thông hiểu. Lúc đầu, Lưu Quang Đại Đế từ trong linh hồn Vu Thuận chứng kiến chẳng diện Vu Thuận huynh đệ cùng Tần Tư chiến đấu, liền dễ dàng cảm nhận được linh hồn khí tức của Tần Tư, cho nên mới nhanh chóng tìm được tới Tần Tư. Tiền bối, ngài mau tìm đại ca của ta đi. Hồng Quân lo lắng nói. Tả Thu Mi hiền lành cười một tiếng. Được, ta tìm đây. Dứt lời, Tả Thu Mi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào linh hồn, trực tiếp lợi dụng linh hồn lực lục soát tìm tung tích của Tần Tư. Chỉ trong chốc lát sau, Tả Thu Mi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp nói kết quả cho Hồng Quân. Chẳng qua là Hồng Quân còn muốn xác nhận một chút, cẩn thận hỏi: Tiền bối, thế nào rồi? Đã tìm được rồi. Tả Thu Mi nói tiếp: Tiểu Tư cũng không tệ, lại có thể tìm được chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ như vậy, xem ra mấy vị thần vương chúng ta tìm được cũng uổng phí rồi. Tuyết Hành sừng sốt, có hơi không hiểu hỏi: A Mi, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, Tần Tư bây giờ rốt cuộc ở đâu? Tuyết Hành, ta đã nói Tiểu Tư bây giờ đã có chỗ dựa rất vững chắc, chúng ta cũng không cần liên lụy đến các thần vương khác nữa, chỉ cần chúng ta hai người đi qua là được. Tả Thu Mi cười nói, đối với thực lực của Ám Yêu Cốc, Tả Thu Mi chính là biết thật sâu sắc. Ngươi là nói Ám Yêu Cốc sao? Cái này thì ngay cả Tuyết Thành cũng kinh ngạc đứng lên. Bà Clao giả kia bình thường xem ra cũng đều là một bộ dáng bất cận nhân tình. Ngươi đoán không sai, chẳng qua là có người giới thiệu thì lại khác. Nếu đã phát hiện được Tần Tư, Tả Thu Mi cũng đã phát hiện được Băng Nghiên. Bây giờ hai người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán ra được điểm then chốt trong đó. Tiền bối, chúng ta đây còn chờ cái gì nữa, mau mau đi đi.
Tâm tình Hồng Quân lúc này có hơi lo lắng, nhưng càng thêm hưng phấn. Hai huynh đệ đã rất lâu chưa gặp mặt nhau rồi. Được, chúng ta lúc này cũng nên đi qua. Tả Thu Mi trong lòng rất thích hai huynh đệ này, cũng vui vẻ xem hai huynh đệ bọn hắn sớm ngày đoàn viên. Tuyết Thành, ngươi thông báo cho các vị thần vương đó một chút đi, chúng ta tự mình đi là được, đừng để cho bọn họ lại lội vào vũng sình này nữa. Tốt, A Mi, hết thảy đều nghe lời ngươi. Tuyết Thành chuyển trong nháy mắt liền đem tin tức truyền cho các vị thần vương. Nhận được tin tức, các thần vương khác đều là thở phào nhẹ nhõm. Thần vương của đệ nhị thần giới thông thường đều có một ý nghĩ giống nhau, đó là ẩn cư, không màng đến thế sự, không muốn lại bị cuốn vào bất cứ cuộc tranh đấu nào. Nếu không phải ngại ngùng nề mặt Tuyết Thành, bọn họ e rằng đều là cự tuyệt tại chỗ. Tuyết Thành chủ động đưa ra, làm cho mấy vị thần vương cũng đều cảm giác nhẹ nhàng đi rất nhiều. Vù, thoáng cái, Hồng Quân, Tả Thu Mi, Tuyết Thành, thân ảnh ba người trong nháy mắt đều biến mất. Trong khoảnh khắc đã đi tới Ám Yêu Cốc, chạm mặt phía trước đúng là Tần Tư và Băng Nghiên. Tần Tư cùng Băng Nghiên mọi ngày như mọi ngày, chỉ du ngoạn ở trong cốc, căn bản không có nghĩ tới việc luyện công. Hai người đang đi tới, đột nhiên Tần Tư cảm giác được không gian phía trước sinh ra một tia ba động. Trong khoảnh khắc đã có ba người đứng ở trước mặt mình. Bên trái là Tuyết Thành, ở giữa là Tả Thu Mi, còn đầu bên phải lại là Tiểu Sương. Tần Tư trong thoáng chốc hưng phấn kêu to, một cú nhảy vọt tới, cùng Hồng Quân chặt chẽ ôm lấy nhau, nắm tay vẫn không ngừng đánh vào lưng Hồng Quân, miệng thì thào nói: Tiểu tử thối, ngươi, tiểu tử thối này, rốt cục nhớ tới đại ca của ngươi rồi sao? Hồng Quân cũng là kích động phi thường, thân thiết ôm chặt lấy Tần Tư. Đại ca, ta cuối cùng tìm được huynh rồi, sau này huynh đệ chúng ta cùng nhau nổi lên, xem ai có thể khi dễ chúng ta đây. Tần Tư buông Hồng Quân ra, trong mắt vẫn còn nước mắt lưng tròng. Tiểu Sương, tốt, tốt lắm, không nghĩ đến ngươi cũng tu luyện đến cảnh giới thần vương mau chóng như vậy. Tốt, tốt. Tần Tư xúc động, hăng hái nói tốt. Tuyết Thành thần vương ho khan một hồi, tỏ ý bảo còn có người ở bên cạnh. Hai người trên mặt đều là đỏ bừng lên. Tần Tư đi tới trước mặt Tả Thu Mi, cung kính kêu lên: Thu Mi nãi nãi. Tả Thu Mi đã quen với cách xưng hô này của Tần Tư, ngược lại đem Hồng Quân bên cạnh dọa cho hoảng sợ. Đại ca, huynh mới gọi tên là gì? Tần Tư sững sờ, lúc này mới nhớ tới, lúc đó khi Tiểu Sương hạ giới thì tân vũ trụ của phụ thân Tần Vũ còn chưa có đại thành, càng không biết chuyện phụ thân Tần Vũ đã lợi dụng Lưu Tinh Lệ làm cho Tả Thu Mi một lần nữa sống lại. Tiểu Sương, ngươi hãy nghe ta nói, hồi đó khi ngươi rời nhà ra đi, tân vũ trụ của phụ thân còn chưa có đại thành. Vốn phụ thân nghĩ sau khi đại thành sẽ thay đổi tư chất tiên thiên cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại trốn đi trước, sau lại tân vũ trụ của phụ thân đã đại thành, vốn có thể giúp cho ngươi, khi đó ngươi lại nói không can thiệp nữa, để cho ngươi tự thân phát triển. Còn nói với ta cái gì, sau này thành tựu của ngươi sẽ cao hơn ta, lúc ấy ta không thể nào tin được, bất quá bây giờ ta quả thật là tin tưởng. Tần Tư thao thao bất tuyệt cho Hồng Quân hoàn toàn hiểu rõ ràng mọi sự. Nguyên lai là như vậy, ta còn nói làm sao còn có thể chia ra làm đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới, sợ rằng qua vài trăm năm nữa trong không gian này sẽ xuất hiện thần vương của đệ tam thần giới đây. Hồng Quân cảm khái thở dài nói, vốn tuyệt nhiên không có nghĩ đến phụ thân lại có thể có thành tựu cao đến như vậy. Được rồi Tiểu Sương, Tần Tư vừa nói phất tay tách ra một tầng không gian, những người khác cũng biết ý, đều không có quấy rầy và nghe lén. Ngươi nhìn xem. Vừa nói xong, trong tay Tần Tư xuất hiện hai kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Tiểu Sương, đây là cha bảo ta mang theo đưa cho ngươi hai kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo này, vốn là muốn chờ ngươi vượt qua thần kiếp sẽ cho ngươi, không nghĩ tới lại kéo dài nhiều năm như vậy. Nói điều này, trên mặt Tần Tư có hơi áy náy. Hồng Quân nhận lấy hai kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, trong nháy mắt lại ngây dại. Đại ca, huynh nói hai kiện này đều là cha tặng cho ta sao? Hồng Quân nói chuyện cùng lúc, nước mắt đã bắt đầu chảy quanh trong khóe mắt. Tần Tư hoàn toàn nhìn thấy trước mắt vẻ mặt Hồng Quân, an ủi nói, đúng vậy Tiểu Sương, mặc dù ta rất hâm mộ ngươi, thậm chí có chút ghen tị, nhưng ta cho tới nay chưa có luyện hóa qua hai kiện Hồng Mông Linh Bảo này. Nói là đưa cho ngươi là đưa cho ngươi, ta không có muốn, ngay cả sử dụng cũng không dùng qua. Trong lời nói của Tần Tư ít nhiều mang theo vài phần đùa vui. Không, không phải, ta không phải có ý tứ đó. Hồng Quân cũng chỉ ngừng lại khi mắt đầy nước mắt. Hai kiện Hồng Mông Linh Bảo nắm chặt trong tay, không chỉ vẹn vẹn là hai kiện Hồng Mông Linh Bảo,
càng thêm nhiều vào đó lòng thương yêu mà Tần Vũ dành cho tiểu nhi tử này. Cũng mãi đến hôm nay, Hồng Quân mới biết được lòng thương yêu của phụ thân với chính mình nhiều biết bao. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.